Ô, xin chào anh em, quý khách hàng của bạn hãy tiếp tục trở lại với kênh bán xe tải cũ của mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của bạn nhiều sức khỏe mà luôn có những cao nguyện của cuộc sống. Một ngày tràn năng lượng, một ngày tiếng cười. Ngày hôm nay lại tiếp tục lên cho anh em một mẫu xe với thương hiệu đến từ nhà máy Jack Motor Việt Nam Rap mà sản xuất. Nó sơn màu bạc rất là bắt mắt luôn. Đó, cabin kép này anh em, thắng hờ, phanh hờ, máy cu min, thùng siêu dài luôn, 6m2. Tải trọng phép cho hàng hóa là 6 tháng 6 nha anh em. Nên anh em với cái mẫu xe này cứ đi xem xe trải nghiệm mà lấy thử để có máy phù hợp thì có đem nó về phụ giúp nhau thay chuyển hóa của anh em nha các bạn. Siêu phẩm đến từ nhà máy Jack Motor Việt Nam Rap và sản xuất rất là đẹp luôn anh em. Mọi thứ xe đều rất là ổn, 6 số tiến một số lùi nha. Đó, máy lạnh đầy đủ, xe đi khoảng 100 mấy nghìn km thôi, cũng tương đối ít anh em. Có một cái cabin kép ghế bột nỉ thôi, rất là sang trọng luôn. Đó, mọi thứ xe đều rất là ổn nha anh em. Mua về chạy thôi, kính chính điện khóa cửa trung tâm, mọi thứ đều còn rất là đủ, rất là đẹp luôn anh em. Đó, Jack 6 tấn 6 nha anh em, khối lượng toàn bộ là 11,3 tấn, khối lượng bánh thân là 4 tấn rưỡi, tồn dài 6m2, chiều ngang là 2m140 và chiều cao là 2m1 nha anh em. Chiều cao của cái vẫn là 750mm đời 2021. Động cơ của dung tích xy lanh của nó là 3,7 lít, máy cumin, công suất đạt 125 kW tượng tuổi 2006. Máy của nó là máy máy dầu 4 máy thôi mà rất là khỏe luôn. Máy cumin đến từ Mỹ, Jack N650, rất là xịn sò, nước sơn vàng rất là bóng mắt như này. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ đến xem xe cho người mình lấy thử, có số vô tăng áp nha anh em. Con xe này mình đang dự kiến cho bán cho anh em quý hàng của các bạn là 495 triệu, có thương lượng cho anh em nha, xem xe và trải nghiệm xe bên mình. Đợt 2021 nên ngày sử dụng 1946 nha. Đường kính mâm là 16 inch, vỏ 8.25. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ đến xem xe trải nghiệm mình lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì hãy đem nó về phụ giúp nha, mình đã chuyển hóa của anh em nha các bạn. Bựng là muốn bộng có 5 bựng nha. Đó. À, sorry anh em, 7 bựng, 6 bựng bên hông, 1 bựng phía sau, thùng mưa bạc. Dài 6m2, chiều ngang là 2m140 mà chiều cao là 2m1 nha anh em. Cabin có cái giường nằm, cabin kép. Rất là xịn sò như này, nước sơn màu bạc rất là mắt. 495 triệu ra đi em, Jack xịn sò như này, thắng hơ, phân hơ. Đó, 6 tháng 6 nha anh em. Đợi 2021. Cảm ơn em, xin chào hẹn bạn em trong những cái video báo giá mình cập nhật liên tục, nhớ cả xe đồ tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào hẹn gặp lại.